Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, nhiều nơi trên thế giới đã có các hoạt động chào mừng và tiếp tục kêu gọi đấu tranh cho bình đẳng giới. Hơn 100 bức tượng phụ nữ in 3D với kích cỡ chuẩn đã được trưng bày trong một buổi triển lãm tại Mỹ ngay trước thềm ngày quốc tế phụ nữ. Những bức tượng màu cam là bản sao hình ảnh của những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Sự kiện nhằm truyền cảm hứng và ủng hộ các em gái tiếp tục theo đuổi niềm say mê đối với các ngành nghề tưởng như chỉ dành cho nam giới như khoa học thần kinh, kỹ sư hạt nhân, thiên văn học, hóa học, thiết kế đồ họa hay phân tích dữ liệu. Tại Bolivia, một nhóm người hoạt động vì quyền lợi của phụ nữ đã xuống đường tuần hành kêu gọi công lý cho những nạn nhân là đối tượng của bạo hành giới. Đoàn người đã di chuyển từ thành phố El Alto tới thủ đô La Paz và hướng về trụ sở của tòa án công lý. Người tuần hành mang theo các biểu ngữ lên án tội ác, nhắm vào phụ nữ và kêu gọi chính phủ nhanh chóng có giải pháp để cải thiện tình hình. Tương tự, phụ nữ tại Peru hôm qua cũng đã xuống đường tuần hành, dơ cao các biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo hành nữ giới.